Dạ đây, em chào mọi người. Sẵn tiện đến kho, em quay cho mọi người mình xem luôn. Đây là cái bình nước phụ của máy nước nóng năng lượng mặt trời ha. Đây là bình nước phụ khoảng 20 lít thôi. Loại này là loại thông dụng, được rất nhiều gia đình mình xài. 20 lít nước gắn lên trên cái bình bảo ôn là mình thay thế được bình nước lạnh rồi. Đó, cái bình nước phụ đây. Mình để ngang nó ra thì nó như thế này. Đây là xếp đứng này. Xếp đứng cho nó gọn chỗ đây. Đó, để gang gang ra thì nó như thế này đây. Em review cho mọi người xem nên vật ngang nó ra nó cũng đơn giản lắm. Đây này, đây là cái nắp vậy thôi. Đây là hai cái lỗ, để mình bắt ốc vào, bắt đường ống vào và bắt cái phao cơ vào. Đầu bên kia cũng có một ống luôn, một lỗ luôn. Đây, hai lỗ bên này này. À, đầu bên này không có lỗ, vậy là chỉ có một lỗ đường nước xuống và một lỗ để đường nước vô, còn thiếu một lỗ để gắn phao cơ tự động. Bên trong thì nó cho mình được cái sợi dây, này để xoắn vào khi mình lắp lên cái bình bảo ôn ạ. Đó là bình nước phụ. 220 lít. Bình nước phụ 20 lít của bình nước nóng năng lượng mặt trời. Chỗ này cỡ 20-30 bình ạ. Đây là trong cái kho này em quay cho mọi người đã. Đó là bình nước phụ của máy nước nóng năng lượng mặt trời 20 lít mọi người ha. Cái bình này giao đang giao với giá 350-400 gì đấy mọi người. Mình cần sử dụng bình nước phụ, mình cần đặt hàng mua thì mình cứ vui lòng liên hệ bên em ha. Inox 304 thực sự cái này cũng sử dụng ghép mí chứ không có muối hàn, do vậy mà không có sợ bị ăn mòn muối hàn, teng xét muối hàn mọi người ha. Dạ tạm biệt mọi người nha, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.